thấy không có móng rồi. Chị là chị là nữ. Thế có phải cậu ấy cùng có anh là nam mình là người cũng thế, thế ừ. Cho anh mặc quen không, cởi ra lấy chăn đắp vào, sau đấy em sẽ dựng cái cột cờ ấy lên. Ừ. Chị cũng phụ nam một lần rồi, mấy lần rồi. Chị ừ. Anh thì sao, em dựng thẳng thế nào, em chưa cầm, em làm như em chưa cầm bao giờ ấy. Anh ấy sẽ giỏi lên cơ hội như thế. Em dựng thẳng lên, em dựng nghiêm túc lên. Đau không ạ? Có đấy. Chịu khó một chút nhé, cái này mụn viêm ấy, nó buốt lắm. Ngay chỗ đường cung lông mày của bạn. Là đau anh nhé, chỗ vâng. Thì cái chỗ mà dưới cung lông mày của anh. Nó sẽ buốt lắm đấy nhé. Cái con mụn đấy là con mụn to đúng không chị? Ừ, nó buốt đúng không? Vâng. Nó buốt chạy dọc xương, xương sống của mình luôn ấy. Chỗ mang tai hơi đau một tí nhé. Hình như chỗ này không có tê gì nào. Đau nhé.
cái đấy nó thấy mùi rồi.